Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Võ Văn Thưởng lại gây cảm hứng mạnh cho lời đàm tiếu trên mạng xã hội. Gần đây những phát biểu có tính chỉ đạo của Tổng Bí thư và trưởng ban tuyên giáo dễ trở thành cảm hứng cho những lời bình phẩm của trí thức Việt Nam trên mạng xã hội cũng như các báo đài lề trái. Câu nói của ông Võ Văn Thưởng rằng tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta lại khiến cho nhiều người đau lòng, và khi cả nước đi theo một con đường chưa thật sự sáng tỏ, và ngay cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phải thốt lên rằng đến hết thế kỷ này chưa chắc đã có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam. Bỏ gần một thế kỷ đi trên con đường chưa sáng tỏ, chứng tỏ là một bầy ngu. Ta bị sống với bầy ngu, ta thành kẻ hèn. Đau thật. Luật sư Đồng Hữu Pháp thốt lên như vậy trên Facebook cá nhân hôm 16 tháng 7 năm 2020 cũng trong tâm trạng này. Những tư tưởng chỉ đạo đối với Đảng Cộng sản đang lung lay một cách mạnh mẽ. Báo chí Việt Nam đang dọn đường cho một quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ, cùng lúc với những sứt mẻ nghiêm trọng với Trung Cộng vì lợi ích quốc gia ở Biển Đông. Mặc dù Trung Quốc đang là điểm tựa lớn nhất của Việt Nam đối với những người anh em thuộc phe Cộng sản còn sót lại trên thế giới. Những hành động cụ thể trên Biển Đông cùng với những tuyên bố mạnh mẽ khẳng định lập trường của Mỹ trên Biển Đông đã khiến cho Việt Nam có được một chỗ dựa mới, và báo chí Việt Nam cũng đồng loạt nâng cao quan điểm với thái độ không thể chấp nhận được của Trung Quốc đối với Việt Nam. Đặc biệt là sự ra đi của Repsol đã khiến cho lợi ích quốc gia ngay lập tức bị mất đi hàng tỷ đô la, theo một bài viết mới đây trên BBC News tiếng Việt. Dù có kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đến mấy thì các lãnh đạo tuyên giáo cũng nên lưu ý đến câu nói của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill rằng trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn. Ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây hôm ngày 15 tháng 7 năm 2020 phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sự kiện hội thảo đánh dấu 90 năm chặng đường vẻ vàng của ngành này. Trong đó có tổng kết thành tựu sau gần 35 năm đổi mới của Ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, một số nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên BBC News tiếng Việt quan điểm của mình về tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua sự kiện trên. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nó đã thành công trong việc định khung tư duy cho nhiều người Việt Nam để tin vào đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng đó là nghệ thuật tuyên truyền chứ không hề khoa học gì cả. Việc thao túng tư duy, định khung diễn ngôn quả thực là một mẹo của rất nhiều chế độ độc tài và không phải không có kết quả. Hãy chỉ nhớ các luận điệu tuyên truyền cả nước Đức hồi chiến thứ hai 100 năm trước, hay tinh tế hơn, nhiều có vẻ khoa học hơn nhiều của Vương Hổ Ninh hiện nay ở Trung Quốc, có thể thấy nó không có ngón độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, nhà nghiên cứu Trung Quốc học, nói rằng bao nhiêu năm qua công tác của cơ quan tuyên giáo đã làm hình thành hệ thống quan điểm lý luận chủ nghĩa xã hội mà ngay nhiều cán bộ đương chức cấp cao của nhà nước cũng vẫn còn thắc mắc. Cụ thể, trong một cuộc họp quan trọng theo báo Pháp Luật ngày 4 tháng 5 năm 2014, họ còn phải hỏi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, lúc đó đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, và ông đã trả lời: chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, thể chế kinh tế thị trường chủ nghĩa xã hội, mãi có tìm ra đâu, làm gì có cái thứ đó mà đi tìm. Còn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo báo Thanh niên ngày 24 tháng 10 năm 2013 cũng nói: đến hết thế kỷ này đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? Vậy dân thường làm sao đã thấy được hệ thống lý luận của Ban tuyên giáo mà bàn? Ông Nguyễn Vũ Bình, cựu biên tập viên báo tạp chí Cộng sản, hiện nay không ai trả lời được câu hỏi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì và các tiêu chí cụ thể về khái niệm xã hội chủ nghĩa ra sao. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, vai trò của tuyên giáo là hết sức quan trọng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và không phải nó không có kết quả trong việc mê hoặc không ít người, nó bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nó chỉ là trò tuyên truyền chứ không phải là lý luận khoa học gì cả, càng không đi trước mở đường. Tôi gọi đội ngũ tuyên giáo là cảnh sát tư tưởng, nó nguy hiểm hơn cảnh sát thường rất nhiều lần. Bởi vì cảnh sát thường có cung cấp dịch vụ cho xã hội, ngược lại cảnh sát tư tưởng hủy hoại tư duy của rất nhiều người, làm thui chột ý chí của cả một dân tộc và tác hại của nó đến với dân tộc là rất sâu sắc. Cựu Trung tá Nguyễn Nguyên Bình về câu hỏi về chống diễn biến hòa bình thì thực ra khó phân biệt giữa những diễn biến theo chiều hướng suy thoái đạo đức, lối sống với những diễn biến tư tưởng của những người có ý kiến khác với hệ thống lý luận chính thống. Khái niệm thế lực thù địch được cơ quan tuyên giáo sử dụng phổ biến nhưng cũng rất mơ hồ. Mỹ hay Trung Quốc, bây giờ nhà nước Việt Nam đã để cho các báo chí chính thống gọi cả Mỹ lẫn Trung Quốc là bạn. Vậy kẻ thù là ai? Người dân chúng tôi cũng chịu không hiểu. Ông Nguyễn Vũ Bình, nếu như trước khi hội nhập quốc tế, trước khi hệ thống Internet toàn cầu và nhất là mạng xã hội xuất hiện, công tác tuyên giáo có thể giúp cho Đảng Cộng sản và nhà nước che giấu đi được bản chất của chế độ phần nào. Thì sau khi hội nhập, sau khi hệ thống Internet xuất hiện và nhất là mạng xã hội phát triển, thì công tác tuyên giáo phá sản hoàn toàn, không còn một vai trò vị trí gì nữa. Bây giờ nếu như ông trưởng ban tuyên giáo hoặc những ai thuộc về ban tuyên giáo phát ngôn ra một điều gì thì ngay lập tức mạng xã hội bốc mẽ và không còn có chỗ để cho các ông chui. Lý do là những sự thật được phơi bày, sự giao lưu trao đổi quan điểm tư tưởng giúp nhiều người dân đã hiểu thêm, hiểu rõ về bản chất của chế độ. Tuyên giáo bây giờ chỉ còn nhiệm vụ chống đỡ, bao biện cho những cái sai, cái xấu của chế độ được phơi bày trên mạng xã hội mà thôi. Cũng tại sự kiện cuộc hội thảo hôm thứ Tư, lãnh đạo ngành tuyên giáo của Việt Nam tổng kết và tham luận cho hay nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Khi được đề nghị đối chiếu nhận định trên với thực tế và xu thế phát triển của đời sống chính trị, xã hội của Việt Nam, các nhà quan sát nêu nhận xét với BBC tiếng Việt về vai trò và triển vọng tiền đồ của ngành này ở đất nước với trên dưới 97 triệu dân Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, trong quan điểm của tôi, cái gọi là xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử từ rất lâu rồi. Họ chỉ bám víu vào đó để cầm quyền mà thôi. Từ 30 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang chủ trương xây dựng chủ nghĩa tư bản độc đoán do Đảng Cộng sản chỉ huy. Nếu cái thực tiễn ấy chuyển thành lý luận và bỏ sự độc đoán đi thì là một hướng tốt. Nói cách khác, nếu họ theo chủ nghĩa xã hội của quốc tế 2, tức là theo các tư tưởng chủ nghĩa xã hội của cánh tả Bắc Âu hay Tây Âu thì là một bước tiến, nhưng cơ hội ấy là cực kỳ mong manh. Còn nếu họ học theo cách Trung Quốc của Tập Cận Bình hay chùm tuyên giáo Vương Hổ Ninh, tức là chủ nghĩa tư bản độc đoán với Đảng Cộng sản Việt Nam cố bám lấy quyền lực và đàn áp tiếng nói bất đồng, thì là tai họa cho cả dân tộc. Cựu Trung tá Nguyễn Nguyên Bình, thực tiễn cho thấy các ý tưởng là trụ cột của kinh tế xã hội chủ nghĩa như doanh nghiệp quốc doanh và hợp tác xã bị thua lỗ thất thoát hầu hết. Điển hình là 12 doanh nghiệp mà báo chính thống đã đưa tin và dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông thảm thương, thua thiệt chưa cách nào giải quyết cũng là báo chính thống nói. Vậy thì thấy rõ thực tiễn một đằng, lý luận một nẻo, bao giờ mà sáng tỏ được. Ông Nguyễn Vũ Bình nếu có nội hàm đúng và giá trị thì sau 30 năm đổi mới, ngành tuyên giáo dù tập hợp những người tranh cãi và nghi ngờ nhất về khả năng tư duy, trí tuệ, tư tưởng, cũng đã tổng kết được thành luận, thành giá trị bài vở rồi, chứ không phải bây giờ còn tiếp tục tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ hơn nữa về lý luận, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế thì Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Võ Văn Thưởng. Trong thời gian gần đây thì mạng xã hội phát triển một cách mạnh mẽ, và thực ra thì Ban tuyên giáo này chỉ có một nhiệm vụ hiện nay, đó là chống chế với những luận điệu trên mạng xã hội mà thôi. Mặc dù đó là những luận điệu thực tế và rất đúng chất với những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra, và họ chỉ là chống chế để cố gắng bảo vệ được những gì mà họ đang nắm trong tay, để tiếp tục bòn rút vơ vét của nhân dân cho đến những giọt máu cuối cùng, để cho người dân không thể nào ngóc đầu lên được. Thì lúc đó họ vẫn còn tiếp tục, khi nào họ còn đang nắm quyền ở trên mảnh đất đau thương quằn quại hình chữ S này, thì người dân Việt Nam sẽ còn khổ mãi. Đối chiếu với thực tế phát triển của đời sống chính trị xã hội Việt Nam và xu thế chuyển động chung và dài hạn, tuyên giáo theo tôi là một ngành hoàn toàn vô giá trị, thậm chí ăn bám xã hội. Người Việt Nam làm ra đồng tiền đóng thuế để nuôi bộ máy chính quyền này, nhất là bên ngành công an. Hàng năm Việt Nam phải chi cho ngành công an gấp đôi số tiền chi cho ngành giáo dục và y tế. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại ngày nào thì người dân Việt Nam còn phải còng lưng, cõng ở trên lưng những số tiền thuế một cách ngu ngục, bởi vì chúng ta không chịu nói lên những ý nghĩa của mình. Những gì chúng ta đang chịu đựng đó là một sự ngu dốt của chúng ta, và đó chúng ta đang bị cai trị là bởi vì chúng ta quá hèn yếu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.